thuê căn hộ để ở nhưng lại có nghi vấn trồng cả cần sa đây là vụ việc mà công an phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa phát hiện và bắt quả tang tại một căn nhà trên địa bàn Qua công tác nắm tình hình quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn phường, vào chiều ngày 13 tháng 2, công an phường Phước Mỹ tiến hành kiểm tra một căn nhà trên phường Phước Mỹ 1, phát hiện có hai khay nhựa chứa loại thảo mộc khô, nghi vấn là cần sa cùng một số vật dụng dùng để trồng sử dụng cần sa. Được biết ngôi nhà này do một người nước ngoài thuê để lưu trú từ tháng 6 năm 2022. Tiếp tục kiểm tra tại tầng 3 của căn nhà, phát hiện ba nhà lồng tự dựng, trong mỗi lồng đều chứa các loại cây thảo mộc tươi nghi là cần sa. Ngoài ra còn phát hiện các khay nhựa chứa bảy cây thảo mộc khô và nhiều trang thiết bị như quạt đèn chai lọ đựng hóa chất phục vụ việc trồng cây thảo mộc nêu trên hiện lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để làm rõ vụ việc